Cái này là cua đá này bà con. À, con cua đá này tôi ở đây thì tôi cũng mới biết à. Tôi tưởng cua đá là cua biển ở dưới biển không à. Cái con cua mà dạ, cua đá dưới biển nha. Ô Lâm. À, Ô Lâm sao lại dạ cái nó. Cháu đéo để đem lên để chụp hình. Rồi ông này. Thôi cái đó khỏi. Rồi xong rồi nha. Chụp hình. Quên chụp lại cái. Ơ trời ơi. Rồi. Có gì nghe nè, tụi tôi xuống nhà chị coi chị làm bánh được không? Thì giờ này đâu có làm. Bữa nào? Dạ. Chị có số điện thoại không? Chị có số điện thoại không nha. Bữa nào xuống đủ ông Hải xuống. Chụp đàng hoàng nha, từ từ nha. Cười cái coi. Mà nó phải cười chứ mày cười xấu quá. Thôi chụp đại, chụp lại. Chị cười cái gì chị? Thằng này xích cái tay ra coi. Giống cái cụ chỏ mày kìa. Giống gì vậy đẹp đại? Cái cụ chỏ. Mất đẹp với con gái ta mày. Rồi, thêm kiểu chị đó. Báo thấy là nó có giới thiệu cái chị này là bánh này nè. Bây giờ mới là nói là cái nghĩa của cái bánh cà tôm này á là giống như cái bông trái lựu. Trái lựu. Tại vì tôi đang đi danh cà tôm. Ngoan tôi nhá. Ông bánh khóc lên mặt. Không có hảo. Heo bánh bánh đá ai thơ ngoan tôi biết. Chắc là heo, heo tịch, heo trốn. Đây đây. Mình kêu bằng cà tôm chứ cái tiếng đúng của nó đọc nhanh ngắn lắm. Cà tôm chỉ là chữ khờ nữa thôi. Khờ. Này đang tháo có bánh tôm. Mà bình thường bánh này để cúng hay là để chứ ăn mà lột cái này cũng tôi nghĩ cả bánh này chắc là loại là bánh cúng rồi chứ. Cắt keo màu nhăn hơn. Dạ. Cắt keo màu nhăn hơn. Chị biết loại bánh này không? Cái này là bánh thịt non nữa. Bánh không có, chị có biết loại bánh này không? Em bánh này để làm gì chị? Cái này làm gạo nếp. Không để là để làm gì á? Cái thứ sụp mẹp thứ ấy để ăn cũng được, cũng không được á. Nhưng mà thấy cực quá. Mà này gốc rồi của cơ chia luôn. Bên đó chuyển mưa đen thùi luôn rồi. Tôi khoái cái cảnh chỗ này nè, cái cảnh chỗ này là vài năm nữa là hết thấy rồi. Vài năm nữa người ta cắt nhà dọc dọc đây nhìn hết thấy rồi.
bé ấy gì mà về nó bé ấy bé ấy ôm pal lo à pal tôm ấy nè hai cái gì kêu bằng gì me me chín ở quên ấy gì bởi đây hai mẹ chín cái này là cua đá này bà con à, con cua đá này tôi ở đây thì tôi cũng mới biết à tôi tưởng cua đá là cua biển ở dưới biển không à cái con cua mà càng bự bự ở dưới biển là con cua gì đó tụi nó bán nó ăn chứ cua biển không nó cũng na ná gì nè cua hoàng đế mà cái càng nó cũng bự gì nè không phải cua hoàng đế tôi biết con cua giống như cua Cà Mau rồi đúng không nó như con cúng con gì đó cái càng người ta ăn cái càng không à chứ đâu không ăn cái thịt đó người ta ăn cái càng không à cúng đâu anh nói nhiều cua đá cho nghe cái anh em cái danh từ cua đá đó là nó có nhiều chỗ nhưng mà ở tỉnh An Giang á nói cua đá là để chỉ riêng cái loại cua sống ở trên những cái suối nước ở vùng bảy núi, thí dụ như là núi Cấm, Cô Tô, núi Dài. Thì hôm 2 năm trước tôi với bạn Hoàng Sơn á thì ở có cái chỗ cái thác đá cái thác ô đá ở núi Dài. Tôi đã trực tiếp thấy là cua đá sống nhưng mà nó cái size nó nhỏ hơn người ta bắt hả? Thấy người ta bắt luôn hả? Không. Cái chỗ đó nó rộng sẵn rồi anh hả? Nó rộng sẵn rồi, nó đem ra cho mình coi là cua. Thì cái vỏ con cua đá còn sống á, nó đặc biệt là nó màu, cái màu đỏ nó nhiều hơn. Đặc biệt là hai cái càng màu đỏ. Còn khi mà nó làm chín rồi thì mình không biết. Cái này là thuộc loại size lớn rồi nè hả? Cái này là size lớn á. Cái con bằng tay, để như bằng tay mới nó mình cầm vậy nó biết mình cầm vậy biết thực ra thì 2 năm trước cái cua đá ở núi Dài đó nó giới thiệu tôi là 200.000 một ký là cái size nó hơi nhỏ hơn còn ở quán này là bán một ký hồi nãy nó nhiêu 350 mà thực ra thì 350 luôn chế biến nhưng mà nói về chất lượng anh em ở đây ăn cua đá, thịt cua đá này ngon hơn cua biển Cà Mau tuy nó không có gạch thôi nó chỉ rất là ngon đúng nó ăn tôi ăn nãy thấy nó ngọt hơn nó hình thù nó cũng giống con cua biển quá trời nè nó được có hai cái càng bự nãy anh muốn nói gì nói luôn nè anh cũng nói như vậy nè. Anh còn mắc cỡ anh còn cua mắc cỡ đá ngon hơn những loại cua khác chứ thật ra thì nếu mà mình khẳng định là ngon hơn cua Cà Mau á thì nhiều khi dân Cà Mau nó nổi giận mình phải nói là ngon hơn những loại cua khác chứ là tùy ý thích thôi kệ đi có nhiều người Cà Mau nó thích dân Cà Mau giận thì giận đi không mình nói vậy thôi này mấy anh em ở Sài Gòn xuống chơi ti tôn nè bà con đi một vòng hồi trưa rồi vẫn đi tham quan ở mấy chỗ đi coi cây giải thiều 300 năm tuổi mà giải thiều này là thuộc loại giải thiều chỉ có duy nhất ở cái chùa đó thôi cái chùa đó tôi cũng chả biết chùa tên gì nữa mà nó bự lắm và cây giải thiều là nguồn gốc nó lấy từ Campuchia qua xong rồi đi đâu nữa ta lên chùa Tà Bạ thăm chùa Tà Bạ rồi lên hồ Tà Bạ rồi xuống lại là đi con đường cánh đồng ruộng bậc thang Tà Bạ nè đó rồi xong rồi mới đi vô mấy cái đường mòn ở trong rừng xoài cổ thụ mà rừng xoài đó là hồi xưa người ta trồng đó là rừng xoài Thanh Ca
xoài thơm ca là cái loại xoài đặc biệt ở vùng này. À, rồi đi vòng đó rồi bị mưa đó, rồi bây giờ về rồi dẫn nhau ra đây ăn uống ở đây nè. À, ăn uống rồi mới có cái chuyện mới có cái chuyện cua đá nè. Rồi cua đá để tôi có thêm ý kiến này. À, hồi chiều anh em đi cái cây giải thiều di sản, theo tôi thì không nên gọi là giải thiều, chỉ là cây giải thôi. Có thể là nó là giải rừng nữa. À, có thể là nó loại giống khác nhưng mà nó là cây giải. Thì cái cây giải á, là được các nhà sinh học xác định là trên 300 năm. Còn hiện nay anh em ăn cua đá này á, theo tôi á, cái con cua này nó chắc cũng phải cỡ 100 năm á. Tại cái vỏ nó dày quá. Cái này mà răng giả mà cắn vô là gãy hàm răng giả là gãy đôi luôn mà. Răng thiệt còn gãy chứ đừng có răng giả.